Chào đón quý vị khán giả đang đến với Bí Kíp Hạnh Phúc vào lúc 16:40 thứ hai, thứ ba, thứ sáu, thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và thưa quý vị khán giả, ngày hôm nay thì Minh Ngọc sẽ cùng với quý vị chia sẻ về một chủ đề làm đẹp. Như quý vị khán giả cũng đều biết, hiện nay chúng ta có một phương pháp làm đẹp da mặt, xóa bỏ mọi nếp nhăn một cách hiệu quả, đó chính là căng da mặt bằng chỉ. Với phương pháp này, chúng ta không cần thông qua phẫu thuật nhưng mọi nếp nhăn đều được căng phẳng, làn da sẽ trở nên săn mịn và đồng thời xóa bỏ mọi nếp nhăn từ dấu chân chim đến cả rãnh cười. Liệu lời quảng cáo này có thật sự hiệu quả như thế hay không? Chúng ta sẽ cùng chia sẻ về chủ đề này với bác sĩ Vương Khánh Long. Xin chào bác sĩ. Xin chào Minh Ngọc và xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình. Và bây giờ Minh Ngọc xin mời bác sĩ Vương Khánh Long cùng quý vị khán giả theo dõi câu chuyện của gia đình ông Trung bà Thủy ngày hôm nay. Nè, bà coi đi, bà thấy không? Nè, cái áo tụi nó nổi dễ sợ luôn, nhìn tới đây thấy luôn, thấy rõ rồi. Nhưng mà cái áo của bà không bằng áo của chị Út, chị Út con của chú Tám đó, thấy không? Không bà. Má đẹp quá, thấy chưa? Thì chắc là lại đứng ở chỗ đó, rồi ánh sáng nó tối tối đó, nó không điều, thành ra tao không thấy rõ. Đây nè, đây là con hai. Nó là bằng tuổi tôi nhưng mà dạy cháu tôi kêu nó là con hai. Nhớ hả? Mà tôi nhớ hồi đám cưới mình rồi đó đấy mà. Thấy đẹp ghê chưa, hôm nay làm hết tóc tém hay chưa. Đó, hôm nay làm những hồi xuân hàng sao á. Đẹp quá trời ta. Em nói nghe. Hả? Hồi nãy giờ tôi nói là tôi mặc cái áo đó nó rất là nổi, màu sắc nó bật ngược trở ra rồi ông thấy không? Mà tôi cũng đâu thấy tôi quá tệ đâu, mà nãy giờ không có nghe ông khen tôi một câu nào. Tôi xuống sắc dữ lắm mà. Da tôi nhăn nheo, chảy xệ dữ lắm. Đâu nè, nè nè, đây tôi kiếm lại cái hình của bà nè. Đây nè, đó, rồi bà coi lại đi. Tôi nè. Nè, nở ra nè đó. Cái áo bà thì đừng có tính, giờ tôi cho nó nở bít cái áo luôn ha. Giờ thấy mặt bà không, thấy vết chân chim không? Đó, da của bà đùng thấy chưa? Hai mắt bà sụp mí giống giống như buồn ngủ, bà lấy cây chống lên thấy không? Đó, thấy chưa? Lỗ mũi bà thì cao thiệt, hồi đó thì tôi thích bà cái vụ có lỗ mũi. Môi bà chúng chím thì sao mà tụi nó chụp lên giống có môi bà giống bom quá. Đó, thấy chưa? Nhìn kỹ ra đó, thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Đó tôi nở ra đó, 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 thấy chưa? Thấy chưa? Đó cái áo giờ lố lú lên cái áo, áo coi được hơn bà đó. Ê đó nghe. Ông nói thiệt nãy giờ hay là ông giỡn chọc tôi vậy? Tôi có già thiệt, tôi có xấu thiệt, tôi có tàn tạ theo thời gian thiệt, nhưng mà có dễ sợ vậy đó hả? Ý ông nói gì là tôi xấu lắm rồi phải không? Thôi vậy đi, khỏi nói nữa. Ghẹo có chút xíu phải làm thế ớn. Giận rồi. Má, má làm gì mà mặt má buồn hiu vậy? Con mua đồ cúng ông Táo về cho má nè. Kệ ổng rồi, để đi kệ. Ủa, kệ ông Táo luôn hả? Không sao đâu, mình sẽ cúng ông Táo cho ông Táo ông về. Trễn trễ chút xíu cũng không sao. Sao vậy má? Nó cũng không giải quyết được. Chuyện gì vậy má? Chuyện của má là mới quan trọng hơn. Sao vậy má? Má nói nghe con, má làm sợ quá vậy má? Con nói thật, thật lòng con luôn. Dạ. Con đừng có nể nang gì hết trơn á. Con cũng đừng có an ủi gì hết trơn á. Có sao con nói vậy? Con nhìn thẳng vô trong mặt má. Nhìn, con đang nhìn. Không nói với ai nha. Nhìn kỹ đi. Mặt con rạng rỡ rồi đi. Sao cái mặt của con nó căng thẳng vậy? Nhưng má kêu con nhìn mà con đâu có thấy cái gì mặt của má đâu. Má biểu con nhìn. Nhìn lại một lần nữa đi. Má không dám nhìn vô mặt con đâu. Không dám nhìn vô mắt con luôn á. Ủa mà tại sao má làm con bị hoang mang quá à? Nhìn chưa? Con nhìn nãy giờ rồi nè. Không nói với ai nha. Nghe không nói, nên con đâu có nói gì đâu. Mặt của má đó bây giờ nó nhăn mà nó tàn tạ. Nó xệ, nó chảy xệ xuống vậy nè. Nhìn ghê đấy đúng không? Cái mặt của má nhăn đâu chưa thấy, nãy giờ con má căng con tụng bể cái mặt ra luôn rồi đó. Trời, thì lớn tuổi thì mặt mình phải nhăn chứ sao má, chứ má muốn làm nhăn mặt như con sao? Dạ má. Ủa chú. Dạ. Nói gì vui quá vậy? À, đâu nói gì đâu. Nói cái chuyện mà nhăn da. Má tự nói chứ không phải con nói gì nha. Hàng xóm. Nhưng mà con nói với má không có gì mà giấu, chú qua đây ngồi đi chị nói nghe nè. Bây giờ đó, con nói với má nó có rất là nhiều phương pháp để cải thiện. Má buồn, má lo là cái da mặt của má nó bị nhăn. Lớn tuổi là phải nhăn chứ sao chú? Đó. Bây giờ con nói má với chú nghe. Có vết chân chim nha. Đúng.
lớn tuổi là phải có, nhưng mà bây giờ chúng ta phải làm như thế nào để cải thiện? Bây giờ có một phương pháp gọi là căng da mặt bằng chỉ, đưa thẳng vào trong cái da mặt của má luôn, không có phải cắt xén nè, không có phải mổ xẻ nè, không có gây thẹo trên gương mặt. Bà nói chung một điều là khi mà đưa cái chỉ đó vô mặt rồi, mặt má sẽ căng ra, sẽ đẹp rạng ngời, không chói lóa. Chị hai có làm không? Hả? Chị còn nhỏ mà làm gì? Mặt chị tự nhiên mà. Có cái chuyện đó hả? Chứ hồi đó giờ má chỉ biết là người ta căng, người ta kéo, người ta gịch, người ta gỉ. Gỉ ra nó cho cái hạt nó. Má diễn tả. Cái đó là xưa rồi, cái đó là xưa rồi. Sợ lắm. Bây giờ má nghe lời con đi ha. Con đã tham khảo và tìm hiểu cái công thức đó rồi, rất là hữu hiệu và rất là ok. Chú có đồng ý không? Không. Trời ơi, gì chứ là con thấy má có sao cứ để vậy đi. Nhiều khi lâu lâu thì mình đi ra ngoài spa, mình đắp mặt nạ, mình tẩy tế bào chết được thôi, không? Chứ còn mấy cái không vụ mà căng da mặt gì đó con thấy là không có khả thi. Nếu như mà chị hai nói cái đó là có thiệt á, là chắc là tất cả những con người mà lớn tuổi là không có ai già hết, nó ai cũng lột xác đi căng da mặt rồi trẻ hoài luôn. Mấy vụ mà căng da mặt đó, trời ơi, căng riết căng gì nè, cái lỗ tai nó thòng như lỗ tai dâu vậy đó. Chị đã nói đây là công nghệ tốt mà, phải không? Thôi chị ơi, chị nói chuyện nghe nó phi lý quá. Làm gì mà có níu kéo thanh xuân chỉ bằng một cái sợi chỉ? Không có đâu. Thôi bây giờ má nghĩ nè, tụi con, má nhờ tụi con tư vấn cho má, để cho má bình tâm, để cho má tin tưởng rằng là làm sao đó cho má có thể là không phải là đẹp nhưng mà cho mình tự tin chút xíu. Thì bây giờ tụi con đi nghiên cứu đi, xong rồi đó về đây nói cho má biết là ai đúng ai sai. Wow, thật là một tình huống vô cùng thú vị. Nhưng mà Minh Ngọc có một thắc mắc muốn hỏi bác sĩ Long ngay bây giờ. Đó chính là phương pháp căng da mặt bằng chỉ thì nó khác như thế nào với phương pháp căng da mặt truyền thống ạ? Thì người ta thấy rằng một số cái loại chỉ mà tan chậm thì sau khi luồn vào trong da thì nó sẽ tan đi và nó để lại một cái phản ứng viêm. Và khi cái sợi chỉ nó tan đi thì các tế bào collagen nó sẽ thay thế cái sợi chỉ đó. Và khi mà cái collagen nó thay thế một cái số lượng nào đó thì nó cũng có tác dụng là chống hoặc là làm chậm đi cái sự chảy xệ của làn da. Căng da bằng chỉ nó có thần thánh giống như là những cái lời quảng cáo có cánh mà chúng ta vừa nghe thấy hay không. Yeah. Thì thực sự căng da bằng chỉ cũng có một phần tác dụng, nhưng chung quy lại thì nó chỉ tác dụng ở một cái giới hạn nào đó thôi, chứ không thần thánh giống như là những cái lời quảng cáo có cánh. Xóa bỏ mọi nếp nhăn, tăng cường collagen, săn chắc da mặt. Đúng rồi. Ở những cái trường hợp mà đối với những cái trường hợp mà chảy xệ nhiều, nếp nhăn nhiều, thì chúng ta áp dụng căng da bằng chỉ thì chúng ta chỉ có hết tiền thôi chứ không có hết nhăn. Tức là căng da bằng chỉ sẽ không áp dụng được cho những trường hợp da lão hóa nhiều, nhăn nhiều và kèm theo chảy xệ. Có người hỏi rằng có phương pháp nào khác không? Thì rõ ràng là có. Chúng ta căng da bằng cái phương pháp phẫu thuật, có thể là dùng phẫu thuật mở hoặc là phẫu thuật nội soi. Chỉ có một cái nhược điểm là gì? Tạm gọi là nhược điểm thôi, là chúng ta phải áp dụng cái kỹ thuật phẫu thuật. Cái căng da bằng chỉ quảng cáo những lời có cánh như thế dựa trên cái tâm lý là đa số chị em đều sợ phẫu thuật. Anh Phát nói là với cái phương pháp căng da mặt thì lỗ tai sẽ dài như tai voi. Thì cái này có thật không ạ? Và tại sao mình lại bị biến chứng như thế? Đây là trường hợp có thật. Dạ. Thì trong chuyên môn người ta gọi là trái tai hình lưỡi kiếm. Tại sao nó hình lưỡi kiếm? Là bởi vì nó nhọn giống như cái lưỡi kiếm vậy. Đây là một trong những cái tai biến thường gặp trong cái căng da. Và vì cái người thực hiện họ không có kinh nghiệm. Về việc chúng ta duy trì được độ đàn hồi và độ trẻ trung của hai phương pháp này có khác nhau không ạ? Có khác nhau. Thì chúng ta biết rằng chúng ta khi cái da lão hóa là nó sẽ mất cái hai cái thành phần quan trọng của da, đó là collagen và elastin. Thì cái elastin này và collagen này nó giữ cho cái làn da chúng ta trẻ trung và không bị chảy xệ. Tuy nhiên khi cái tuổi chúng ta lớn lên thì hai cái thành phần này nó bị mất đi một cách rất là trầm trọng, nhanh chóng tuổi càng lớn thì nó sẽ mất đi càng nhanh. Và như vậy thì cái phương pháp
căng da bằng chỉ là người ta chủ yếu là để tái tạo cái collagen dưới da, thì nó cũng sẽ có những cái đường collagen thay thế sợi chỉ. Tuy nhiên những cái đường collagen này phải nói là rất là mảnh, và cái tác dụng của nó về mặt trẻ hóa cũng như về độ bền nó sẽ kém, nó cũng không phải là mạnh mẽ lắm đâu. Thì nó cũng duy trì được khoảng thời gian khoảng 1-2 năm gì đó thôi. Thì những lời quảng cáo, những cái nơi quảng cáo có cánh là có khi là bảo hành đến 5 năm 10 năm. Thì thực sự về lĩnh vực chuyên môn là không thể nào đạt được. Và cũng như bác sĩ vừa nhấn mạnh là tùy người sẽ phù hợp với những phương pháp làm đẹp khác nhau. Chính xác. Nếu mà độ chảy xệ cũng như là những nếp nhăn nhiều thì chúng ta nên sử dụng phương pháp phẫu thuật. Còn nếu như là chỉ nhăn chút chút thôi thì chỉ cũng có thể giúp cho chúng ta căng thẳng da mặt được. Chính xác. Xin cảm ơn những lời chia sẻ vô cùng hữu ích của bác sĩ Long dành cho quý vị khán giả của Bí kíp hạnh phúc. Và Minh Ngọc tin chắc là quý vị cũng đã bỏ túi cho mình một bí kíp vô cùng quan trọng để giữ gìn được thanh xuân của mình. Còn tiếp theo sau đây thì Minh Ngọc sẽ được hẹn gặp lại quý vị ở những số phát sóng tiếp theo của Bí kíp hạnh phúc vào khung giờ quen thuộc của chúng ta, 16 giờ 40 phút thứ hai, thứ ba, thứ sáu, thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Còn bây giờ Minh Ngọc và bác sĩ Long xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Ở chồng mình là một năm là phải về nội, một năm là phải về ngoại. Năm ngoái đã về nội rồi thì năm nay phải về ngoại. Em nói nè, anh có hiểu không, mà tại sao anh cứ quyết định là anh đi về nội hoài làm sao? Mà em cũng biết rồi, ở bên nội giờ người ta ai cũng trông ngóng thấy con mình, ông trời dễ thương thiên thần.